À, chú. Mà không đền bù à, để quay được rồi thì này thịt mẹ cái lũ chó này vẫn dắt cái bọn lũ này về đến đây. Dương tao đây. Ruộng của tao. Mày ở đây. Có liên quan gì? Không liên quan gì hơi mà tao đi ra đây à? Đây đang đánh người đây này. Đây này đề nghị Đảng nhà nước đây xem xét đây này. Đấy. Cướp đất của chúng tôi bây giờ là chưa trả tiền đền bù gì, bây giờ là đưa. Chúng mày không đưa. Chúng mày làm được ấy. Còn nhiều người khác chứ không phải đọc hôm nay mà xong nhá. Đây đánh người. Không phải đọc hôm nay mà xong nhá. Đây. Đây các bác đây. Đây này. Toàn đưa chả biết là người gì nhưng mà xanh đỏ tím vàng như xã hội đen về đây này để cướp đất của dân đây này. Đất chúng tôi chưa lấy tiền đền bù mà bây giờ là vẫn đấy. Đấy. Ai đánh người đây? Mày bảo anh em là chụp lại nhé. Mày hứa là bắt như thế nào? Đấy. Mày hứa với bọn tao như nào mà bây giờ mày làm như thế? Một lũ coi như là về đi cướp của dân đây. Đây là dự án này. Anh người ơi, không quay đi, quay thôi. Đánh người. Tôi ta cũng đuộng, đánh người đi. Đang đây. Tay tao chưa động tay đến một người nào. Bích rồi, đánh người đi. Đây đất của chúng tôi chưa được đền bù đây, bây giờ đè ra cho xã hội đen về cướp bằng được đây. Thế đề nghị Đảng nhà nước về xem nhá. Đây này. Đây. Không. Mày không cấm được tao. Tao quay đây là tao quay đất nhà tao. Đất này là đất nhà tao. Chẳng có đất không nhận cả cái dự án là nhà ông. Không, đọc cái chỗ này thôi. Thúy ơi. Thúy ơi, này. Ra đây này, nó đang đi hàng toán đây này. Này. Là công trường của tôi đang làm việc vào đầu ông ấy. Chết ông ra đây nhất cấm kêu. Đấy, quăng ngay đấy. Thằng này nó quăng dân đây này. Đấy, đây này. Công trường đang làm việc. Đây này, thằng này nó quay gạch, nó quăng vào dân đây này. Quay rõ này, công trường đang làm việc. Đang làm việc nhưng mà đất của chúng ta. Công trường đang làm việc. Đất của tao chưa lấy tiền. Ấy làm gì tiền xương máu của chúng ta, của dân chúng ta, thì không làm gì. Chúng mày cướp đất của người ta thì không làm gì. Và giá tiền chúng ta rồi chúng ta không động đến. Nhưng mày cứ dọa bằng công an về bắt nó kia sợ quá. Nói thật ra là tiền xương máu tao chưa được lấy. Quay lại hết cảnh này, mai của công đi ra ngoài Hà Nội. Đấy, tiền của chúng tôi chưa được lấy đồng nào. Chúng tôi đang đề nghị là giả tiền chúng tôi gì chúng tôi để mà làm, nhưng mà đằng này
không giả, đưa xã hội đen về để cướp đi. Đất của chúng ta trước sau đảng nhà nước vẫn giả, không bao giờ tao mất được. Nhưng mà thế nhưng mà là làm không giả tao thì cứ cướp đến cùng ấy, cứ giả tiền tao đi thì sao hồ làm. Nhưng mà chúng mày chẳng có quyền gì cả, tao nói những cái đứa có trách nhiệm cơ. Thôi bây giờ thế này này, chúng nó đã lấy giờ phút này để chúng nó làm, còn đi mẹ xong đưa chuyến này, okay. San bằng đi, tao đem quan tài đây tao chôn. Okay. Mẹ thật đéo, mẹ chúng mày chỉ làm mấy đồng nhỉ, chúng mày làm cái đéo gì. Bọn này không thể về đây ngày nào về đây. Chúng nó tiền giả. Chúng mày không bao giờ ở đây mãi cả 30 ngày được. Mày chúng mày ngày nào đi tại riêng mới xe quốc không về toàn. Không ngày nào về. Còn thằng Hùng mày hứa với chúng tao mày liệu hồn ấy. Mày à mày. Nó chiều nay nó lại lấp tiếp được nhiều sắt. Kệ. Bây giờ cho nó lấp địt mẹ, đến giờ phút này cần đéo địt mẹ, bao giờ cứ đấu giá địt mẹ, tao ra đây tao vẫn tranh đến cùng đất của tao. Sao đấu giá được? Mày ăn tao để cho chúng mày thì ăn không ăn hỏng được của tao nữa. Sao được? Thôi đi về thì. Bây giờ phút này chẳng làm đéo gì nữa, xong hết rồi. Bây giờ ở đây chúng nó như này, cái lũ danh con này nó cứ thế. Chả là cái gì cả. Ông cứ quay thế thôi. Quan trọng quá. Con này đưa xã hội đen về đây mà cướp đất thì mày. Quay luôn cả cảnh đây, đưa cả xe về đây. Ừ, lúc nãy là quay nhét mày vào xe này để đi bắt cóc đây. Thích nhất cái đoạn đấy. Đây này. Xe có sao vàng của Tổ quốc đây mà đứng bắt người đây này. Vô lý. Bác này bác làm thế có được gì đâu, để bác cháu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thì đâu có đó, nhưng làm sao đóng vội làm gì bác. Tao đã nói rất nhiều rồi chứ không phải không, tao đã đúng yêu cầu rồi. Có đàm phán gì nữa, có gì đâu mà đàm phán.
nói mấy cái lũ này chúng nó không có quyền hành đéo gì đâu, mà chúng nó chỉ có lấy người thịt đẻ người, nó dù nó đẩy mình chứ. Chơi chơi thì mày loại đơ thì mẹ tần tránh xa rồi. Con người nó có thành con người, đây là tốt đấy, có thành con người đâu mà bởi vì là ở đây toàn ngợm thôi chú ạ, ngợm mà chúng ta đã sợ mẹ cái loại xã hội đen thì cũng sẽ làm gì được, mà chúng mày nghĩ ra cái chuyện vì đồng tiền chúng mày ra chuyện chúng mày nẹt chúng ta được. Ai vì đồng tiền mà đi lẹt người. Hôm nọ mẹ cái đứa cái dọa ta vào công an đấy. Đấy công an về đấy làm gì được chúng ta chứ? Chúng ta là người dân, chúng ta dưới đất của chúng ta chứ chúng ta đi ăn cơm. Bánh tao đến. Mẹ. Không biết bao nhiêu nghìn lần. Gọi cho tao thôi. Tao nhà tao đấy. Tao nói đơn giản là ý kiến thì lên phường. Đấy, Đảng Cộng sản nó đã cho rào như thế này rồi. Đảng Cộng sản nó đã cho rào như thế này rồi các chú. Thế mày nói là Đảng Cộng sản nó cho rào, thế mày nói là người ở đâu mà mày nói câu như thế? Thì người Việt Nam trả lời. Mày là người Việt Nam mà mày nói cả Đảng Cộng sản nó. Chỉ có bọn phản động mới nói câu nó. Chúng mày nói. Mày vừa nói là Đảng Cộng sản nó cho làm. Đấy. Đây là tao nói đúng theo lời nói mày nhá. Mà sáng thế anh công an anh còn vặn tôi bảo là không được gọi là thằng công an mà phải gọi là mình nói là cộng sản nó cho rồi, đúng là dắt toàn loại phản động về đây để cướp của dân thật. Cho nên là bác rào như thế này ngoài trừ nhà nước. Thế thì mày mới bảo là Đảng Cộng sản nó cho rào gì? Không ai nói là Đảng Cộng sản. Thằng này nó vừa nói xong tao cứ nói đây bây giờ vẫn ghi âm trong máy này chứ không phải là sáng còn vặn tao mà không được gọi là thằng công an, thế cái gì bằng tuổi quan tao phải gọi là ông công an, cụ công an này. Đừng có nói cái chuyện biết rồi, hôm nay nó biết tâm nó vẫn cứ theo cái bài cũ này nè. Đấy là đấy xong rồi. Cái ruộng thì mẹ mày 500 m² kia nó làm buổi sáng này xong rồi. Ruộng nào của nhà ưng á? Cháu ấy chứ ruộng nào? À nha. Làm đầu tiên luôn. Nó bổ nó đang đưa cống rồi. Rồi làm à, cái loại mà nói thật chứ cái loại ăn cướp của dân ấy, ăn không ăn hỏng rồi đời cũng bại. Tiệt mẹ đời đéo ra gì đúng mẹ anh. Đều có gia đình chúng mày chắc có học đến, chúng mày hiểu điều. Đến Dương Vân Thái còn khai trừ đảng ấy kìa. Mấy cái thằng dành con này là nói như đuổi tao ra khỏi phòng. Thế tại sao? Tại sao bây giờ lại bị khai trừ? Tại sao lại bị khai trừ? Đảng thì đường lối sao trong sáng như thế, nhưng mà cuối cùng vẫn cái bọn tham nhũng sao đi ăn gì sẽ tham nhũng là cứ đến cướp của dân đi. Cuối cùng ông Tô Lâm bây giờ ông vẫn cho vào lò liên tục cũng. Chúng mày càng làm dườn beng sự việc lên thì càng thích hỏi. Mẹ bọn tao có thứ hai khẩu ruộng mẹ mày mất đi 200 triệu. Đúng là cũng là một tài sản lớn thật đấy. Thế chứ không làm cái gì đâu. Thôi. Mẹ dân người ta có vài xào lúa người ta sống đi cướp đi để mà ăn với nhau gì để làm khổ dân ý. Cái dự án kia đất đéo có người ở, mẹ dự án này đi lấp đất thì để dân chết đói. Thôi nhé, tao đi. Hả? Cứ quay á? Cần thế. Cái số cái dụng nhớ chắc chắn nó đến đâu rồi. Xe đây. Bảo xã hội đen tôi tập trung vào để bắt người đi. Dân người ta giữ của người ta này đi bắt người đi. Bắt người cho nó dìu chuyến xe vào cái đầu cuối ra đi. Mẹ mày tới nhất của phóng. Đây em quật nhau nó. Mấy đứa đây nó bảo là các ông không biết gọi dân không ra, mà dân này dân này ngồi đây nó ngu nó không thèm xác.
Dân ở đây nó ngu như con bò, nó có thèm rác. Đến cái nhà bây giờ đang bị nó nấp ruộng còn đéo thèm rác. Dân muốn ăn nhưng không muốn làm. Vật dân mẹ nó ngu. Mẹ muốn làm nấp ruộng nhưng không thèm rác. Nó có hai nhà. Nó lại ra. Nó lại vòng đi. Mẹ cái thằng ấy mất dạy sao đen về thì kêu là đảng cộng sản nó. Thế chúng nó là bọn phản động. Đã bảo con ông cháu cha nó nhét nhau vào ngành công an thôi. Chứ thế thôi nó có học đâu. Phải mù chữ đấy. Thế ta mới vặn lại chả không ấy. Mẹ anh mày. Nó là quang từ ngày xưa thế. Nó gần học gì đâu. Mẹ mày là người con của đảng, của nhà nước, của nhân dân Việt Nam mà mày dám kêu là đảng cộng sản nó cho rào. Thế nó thì là ai? Mẹ người ta đến chào cơ, người ta phải chào nghiêm. Nó bảo anh là Việt Danh là thì đã khôn nhất. Chả biết chúng mày làm gì tao mà thì chúng mày định để cho tao ức chế, tao đánh như ngày trước hay không? Chúng mày còn ngon lắm. Tao thử mày cái loại mày thôi. Mày không cho bố mày vào chồng được đâu. Không bao giờ cho được. Chúng mày là của gì mà? Thích gạo tao đạp luôn đấy. Chúng nó có làm được, chúng nó cũng đéo xuôi được với mình, không thể xuôi được với mình. Càng như này càng gây áp lực cho dân thì mày càng gây áp lực thì càng hỏng, không có gây áp. Dượng ở thì dưới làn dưới kia chứ gì? Nó làm cái đấy, nó đang làm cái đấy. Kia vẫn thẳng ống đây. Thôi không còn quan tâm đến chỗ đấy. Thôi. Bây giờ cứ quan tâm đến những gần này. Đi ra cái chỗ kia xem. Kia thì nó cũng xây mương thôi chứ chưa được. Còn phát cái gì nữa?